Linh chi ba màu là loại nấm quý hiếm và được ca ngợi trên khắp thế giới hơn 4.000 năm lịch sử như là một dược chất tăng cường sức khỏe. Chiết xuất siêu linh chi được sản xuất từ 3 loại nấm linh chi đỏ, trắng và vàng, được phát triển bởi Trung tâm Nghiên cứu Linh chi Nhật Bản Yukiko Naoi. Linh chi ba màu Nhật Bản Superashi tăng cường hệ thống miễn nhiễm, ngăn ngừa viêm gan và các bệnh hô hấp, chống lão hóa và làm tuần hoàn máu. Linh chi ba màu Superashi có bán tại GG Cosmetic tầng chợ Thương Xá Phú Lộc Thọ. Đặc biệt có quà tặng cho 10 khách hàng đầu tiên gọi vào order 714-898-9898.